trải qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, sự hy sinh anh dũng của ông cha ta là rất kiên cường. Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay là biết bao nhiêu gian khổ. Những người chiến sĩ trong đó có những cô gái ngày đêm đào núi san đường để những chuyến xe tải đạn ra tiền tuyến. Sau đây sẽ là quay rồi này. Đường trường sơn xe qua tác giả Văn Dung do tập thể Tông Nữ thể hiện. Hãy subscribe.